ở một chỗ nha, một chỗ nào á thì sẽ bật mí cho cả nhà luôn. Ngày xưa thì Ngọc có quay một cái clip nói về cua 100k ba con ở chỗ đường cái hẻm là 258 của Dương Bá Trạc, không biết là cả nhà có nhớ hay chưa. Cái sau đó nữa là Ngọc có quay một cái clip về lẩu lẩu cua với tôm nè. Cái xong bây giờ thì khoảng thời gian Ngọc cũng cập nhật luôn á là chỗ này đang khai trương một cái chi nhánh mới nữa, là chi nhánh ở đây nha cả nhà. Chi nhánh ở đây thì là ở 1134 của Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, quận 7 đó. Đây là chi nhánh thứ hai của chị gái. Một xíu nữa cả nhà sẽ gặp được chị gái là biết được là mình đã từng quay clip rồi, tại vì rất là quen ha. Ở đây thì thấy là chị Trân bà rất là đẹp luôn nè, cho nên là thành ra là ghé sẵn review cho cả nhà mình luôn. Tại vì sao? Tại vì á là ngày xưa rất là nổi cái vụ mà con ba khía. Đây, cái món mà nổi nhất cái chỗ mà mình quay ở đây là con ba khía nè. Hồi xưa chở chị ba con 50 mà ở trên quốc một cũng ba con 50. Dạ. Ở xuống đây á thì chị bán hai con 30. Dạ, hai con 30. Tại vì ở đây chị bán dĩa. Bán dĩa hai con 30. Rồi cái cua này chị? Cua chị cũng bán ba con 200, ba con 100 đi thôi. Dạ. Tại chiều nó hơi bị rồi á nên chị gắn này cho nó không bị rồi. Dạ. Là ngày xưa lúc em quay á thì ba khía chị bán là ba con 50, đó là clip và cả nhà là cũng đã có coi trên kênh rồi đó. Và bây giờ thì hiện tại thì chị bán với giá là hai một dĩa là hai con với giá là 30.000 thôi chị. Dạ. Còn cái này là ba con 30 luôn. Dạ. Chờ xíu để chị nướng này xong cái chị ra ngoài. Chị cẩn thận nha. Vô bán luôn. Rồi cái cua hồi lúc nãy em cũng có hỏi rồi, cái này là cua hiện tại này là cua này là ba con 200. Dạ. Này là ba con 100. Cái này là 150 con. Con là cua gì chị? À cua thịt bao ăn. Dạ. Càng ngon quá ha. 150 con. Dạ. Cua thịt bao ăn luôn. Có cua có xả nè. Có ghẹ bên kia. À ghẹ. Ghẹ thì hiện tại ghẹ này là 150 con. Rồi ghẹ bự. Dạ. Rồi cái này là 100.000 con. Ừ, mình cũng có xi ba con 200 nhưng mà hiện tại ba con 200 mình hết rồi. Dạ. Tất cả đều bán đồng giá như chợ hết. Rồi cái tôm thì hiện tại tôm này nó mắc, giá thị trường nó rất là cao, chị bán 1.000.000 một ký. Dạ. Và tôm hầm bông chị bán hầm bông. Còn chân gà cũng vậy, chị bán một dĩa 30. Chiên nước mắm, nước hành. Còn mấy cái ốc này sao? Hào hương ba con là 30. À, cái này là hai con 30.000 dĩa, 30.000 dĩa mỡ, 30.000 dĩa bông. Dạ. Ốc dừa tất cả ốc đồng giá là 30. Như cái này là hai con là 30. Dạ. Ốc đó là ốc giấy không chị? Ốc tỏi giấy. Tỏi giấy. Cái này, chị con nó không gì? À cua này là cua sữa. Đặc biệt của anh chị là cua sữa sốt Thái. Cua lột quá nè. Dạ. Cua lột sốt Thái. Số Thái thì trong số Thái đó mình gồm có ba cái trứng cút, ba miếng bắp và hương vị Thái. Thái nó làm chua chua ngọt ngọt. Đúng rồi. Dạ. Chua chua ngọt ngọt. Tí em sẽ gọi. Còn cái này là xò dẹo. Dạ. Còn bên đó là xò bầu. Chín chưa? Dạ cái đó là chín rồi. Bên em sơ chế rồi, bao khách ăn. Hàng bao ăn. Cái này là sao? Dạ em bán 1.000.000 một ký, căng bao nhiêu tiền, tính tiền bao nhiêu? 1.000.000 một ký. Dạ. Cái này 60.000 một lạng. 60.000 hả? Dạ. Chế biến cho mình luôn, mình ăn cái gì chứ? Hiện tại có những shop gì chị? À hiện tại bên chị là được hai lần chưa? À, răng muối, răng me. Dạ. Sắt me, sắt bơ tỏi. Dạ. Sắt Thái. Cái đó 1.000.000 một ký anh. Hai lạng. Dạ. Tôm hôm nay hiện tại đang bị cao giá lắm anh. Hả? Tại em bán bằng cái giá ngoài em nhập trực tiếp. Càng cua em bán 60.000, cái này 100.000 ba lạng càng cúm. 60.000 dĩa hả? Một lạng, một dĩa cũng là 60. Tại vì mình căng lạng mình tính tiền à. Để bán thêm chuyện thôi. Còn cái đó chứ này cái nào ngon ta? À, hai đứa nó cũng giá tiền. Càng ghẹ ngon hơn. Hiện tại càng cua của em không chắc mấy. À vậy hả? Vẫn ngon nhưng mà là nó cái chắc là chắc, càng ghẹ nó chắc. Răng muối nha. Này hấp xả. Rồi hấp xả. Đây là chị Thảo đứng bán, em hỏi chị Thảo đi, chị Thảo trả lời cho chị. Dạ. Xào nấu. Dạ. Xuống đây em bán một con nhỏ 100, con bự 150.
ghẹ bao ăn. Xuống đây chị cũng là xào nấu chị ha. Xào trên nấu. Chợ thì anh bán hả chị? À, ở chợ hiện tại bây giờ có chị kia là biết. Dạ. Xuống đây thì không gian rộng hơn hay chị ha? Đúng rồi, đây có chỗ ngồi đàng hoàng. Dạ. Có chỗ đậu xe hơi nữa nhiều bạn á. Dạ. Người ta đi từ Gò Vấp vô qua cái người ta đi xe hơi á, người ta không có chỗ ngồi á, tội lắm. Tại cái kia thì cũng hẹp lắm. Cũng khó. Cái chi nhánh 1 mình là ở số mấy chị nhắc lại giùm em? À, chi nhánh 1 có thì ở số số 5258. Dạ. Đường Dương Bá Chạp, quận 28. Dạ. Còn ở đây là số 1134 của Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận. Cam muối hả? 7. Lúc trước ở chợ đó, chị làm chị cũng có bỏ tép mỡ, mà ở đây giờ chị đang muối nó có tép mỡ, xào tỏi có tép mỡ, chỉ có là bơ tỏi có bắp là không có bỏ tép mỡ. Vậy là bây giờ là thêm tép mỡ nữa. Đúng, ăn cho nó béo béo. Đúng, ngon hơn. Thích. Dạ, nhưng mà nhìn mấy cái hũ này là giống y chang ngày xưa của chị ở dưới. Đi luôn á. Không sai gì vậy. Chỉ có là hiện tại chị thêm sốt thái thôi. Dạ. Sốt thái đúng không chị? Tí nữa. Tí nữa mình sẽ ăn cái con, bây giờ mình vô mình bán. Tí nữa sẽ ăn cái con cua này nè, cua sữa. Ê, ở ngoài nó mềm lắm nha cả nhà. Cua sữa nên ở ngoài nó khá là mềm. Cua sữa hả? Ở ngoài nó mềm ghê luôn. Dạ, cua cớm cua sữa nó vậy đó. Đây nè, ở ngoài nè, cả nhà nhìn thấy cái mỏ của nó nè ha. Giống như lột quá, lột quá. Rồi, tí nữa sẽ ăn cái này để xào thái nha. Đây là món mới chỗ chị thì mới lo lại cái món cua, cái món tôm này á. Dạ, ba kia thì đã quen với cả nhà mình rồi, giống như kiểu con ba kia này á, thì thường bữa hổm thì Ngọc có ăn là muối, với lại hình như là có một lần Ngọc ăn rang me đó. Cái này có thể là cả nhà đã khá thấy quen ở chỗ chị rồi ha. Biển 219 ngàn một cái. Dạ. Lẩu cua biển với tôm càng. Dạ.
là 159 ngàn. Trên chợ chị không có bán lẩu nữa đúng không? Đúng rồi, chợ nó không có người làm nên chị không bán. Giờ xuống đây chị đã bán lẩu lại tôm tôm với lại cua rồi. Đúng rồi. À, về đây thì chị bán đủ đồ hơn. Chị có bán tôm chiên, đồ mì xào, đồ đầy đủ hết. Dạ. Thì giá thì thay đổi nửa giá tiền của chị. Dạ. Ồ, sao mà bây giờ chị bán có 69k hả? À, tại vì bán theo cái túi tiền ở đây là hiện tại là công nhân rất là đông, gần khu chế xuất. Dạ. Chị trả cua này 150 cho con, à, cua thịt lâu ăn, thay đổi là trả cua này 100 ngàn ba con. Còn bên đây 200 ngàn ba con, tất cả đều bao ăn. Chị ơi cho em xin cái giá chị, cái muỗng. Rồi cả nhà, ở đây là tất cả phần của Ngọc ha. Lúc nãy thì trong clip thì cả nhà coi cái phần đầu á, thì đã thấy là Ngọc sẽ gọi một cái thùng lẩu á để cập nhật xem coi lẩu 69k đây thì như thế nào. Lẩu thì có một cái nồi lẩu như thế này đó, nước lẩu là lẩu chua, xong rồi đi kèm với nước lẩu là phần cá hồi. Ở đây thì có cá hồi, cá hún, thì Ngọc thì thích ăn cá hồi cho nên Ngọc sẽ gọi một phần như thế này là phần cá hồi ha. Bây giờ Ngọc để lên và thưởng thức luôn. Xong rồi á, rau thì mình cái phần này là 10 ngàn, rồi bún thì mình mua một phần là 10 ngàn luôn đó. Cập nhật sơ sơ cho cả nhà biết về cái giá ha. Lẩu 69 nha, 69k thì mình thấy là 69 thì khá là bình dân rồi. Nói chung là điều đó mình không có bàn cãi nữa, nhưng mà mình không biết là chất lượng nó như thế nào thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử nóng như vậy. Sử dụng tạp đó chế vô. Rồi thằng Phước thấy là cũng nhiều cả nhà ha. Này là bao gồm có cái phần đầu cá hồi nè, xong có lại rau rồi xả ở đây. Chị để sẵn vô một cái khay như vậy luôn. Rồi xíu nữa nó sôi lên Ngọc sẽ bỏ thêm rau nữa. Nhĩ rau này là 10 ngàn, thì cũng khá là ok chứ bộ. Có một khoảng thời gian á, không biết là cả nhà có xem clip của Ngọc ấy thì có nhớ là Ngọc cũng đã từng quay ở chỗ chị rồi. Nhưng mà chỗ đó thì chị cũng có bán lẩu á, cả nhà nhớ không, bán lẩu một con cua với lại một tôm. Nhưng mà do là khoảng thời gian sau này thì chị cũng có bán nữa, nhiều khách lại thì cũng hơi kiểu các cô chú anh chị mà lại không có, nên là cô chú anh chị cũng có nói là tại sao bây giờ không có bán. Không phải là mình review không sự thật, thì do là không có nhân lực cho nên thành ra là chị không có bán lẩu đó nữa. Ở trên chỗ địa chỉ là 258 trên 74 của Dương Bá Trạc quận 8 nữa đó. Cho nên thành ra là khi mà chị dời xuống cái chi nhánh 2 này, mà chi nhánh 2 này là một chi nhánh mới có chỗ ngồi rộng rãi như thế này luôn, thì ở số là 113 của Huỳnh Tấn Phát nè. Đó, Ngọc đang ngồi là ở 113 này ha. Đó, là sẽ có bán lẩu lại nha cả nhà. Đấy, cho nên vì vậy mà cả nhà muốn ăn lẩu thì cả nhà có thể là ở khu vực này thì ghé đây thưởng thức cái lẩu của chị. Lẩu khá là rẻ, đối với Ngọc là với giá đó là rất là rẻ rồi. Bỏ này vô. Ô, nhìn sắc giòn quá nhỏ. Ừ, trong khi mà chờ đợi lẩu của sôi á thì Ngọc sẽ ăn con cua sữa này ha. Lúc nãy giờ chờ đợi rất là lâu để ăn cua sữa này. Cơ bản thì này là làm thái cho sẽ có bắp nè. Ở ngoài á sữa giống như hơi lột cua sữa cho nên thành ra là nó sẽ rất là mềm ở bên ngoài. À, khi mà nó còn tươi á thì Ngọc cũng đã từng quay cận cảnh cho cả nhà xem rồi. Bây giờ ăn thử. Thôi nó mềm xẹo luôn. Cắn luôn hả? Thật lòng nói với cả nhà luôn á, là đây là lần đầu tiên Ngọc ăn loại cua sữa này luôn. Trước giờ chỉ ăn cua dạng cua đồng bình thường, hoặc là cua nó đã lớn rồi. Cắn một cái con cua mà được ăn nguyên từ cái phần mai của nó ha, cắn với cái phần thịt ở bên trong luôn. Khổ xương ngọt luôn. Cảm ơn em. Trời ơi, ổng mày bự vậy. Bé. Chị lấy phân nửa thôi em. Phân nửa lại. Thiền dễ sợ luôn. Cái này là phải ăn chấm bánh mì nó mới bắt phát nè. Đó. Cái gì đó, sốt thái này nè, nó sẽ có cay
nó sẽ có ngọt, nó sẽ không nhiều, và mặn mặn thì nó nhiều hơn xíu, cái vị mặn nó nhỉn hơn xíu đó, nhưng mà sẽ thơm, nó sẽ cay. Và đặc biệt là khi mà làm chua chua ngọt ngọt thơm thơm, không cái mình cắn vào cái con cua này á, ngọt cảm giác nó rất ngọt ở bên trong luôn cả nhà. Nếu mà cả nhà có dịp thì nên ghé thử ăn cái này đi. Ngon nha. Nói chung là cái nào mà không ngon á là mình không có đăng clip đâu, cho nên thành ra là nếu mà clip đó mà được kiểu như cái khen như thế này á, cả nhà đến đây thì có thể là lựa chọn ăn thử xem như thế nào ha. Ăn hết luôn nè, không bỏ gì hết, thì rất là mềm. Nếu mà cái phần này á, cái đó là theo khẩu vị của Ngọc thôi. Nếu mà phần này mà chị á bỏ thêm một xíu đường nữa là Ngọc nghĩ là cái món này là rất là ngon. Tại vì giờ nó hơi mặn so với Ngọc một xíu. Còn á, các bạn mà giống như thích ăn mà cái hậu mà không phải ngọt á, thì đây là cái món của các bạn nè, thích đường nè. Tại vì nó có cái hậu mặn nó nhịn hơn. Mà chấm bánh mì nó vừa nha cả nhà. Đây có 3 trứng cút. Không mắc nữa. Rất là nhiều thịt ở bên trong ha. Cắn vào nó mềm, giữ được độ ngọt của con cua luôn. Vừa cái phần vỏ của nó mềm mà nó dai dai á, xong rồi giòn giòn nữa. Khi mà ăn vào khi mà vô bên trong cái nữa là sẽ có phần thịt nó ngọt. Nên thành ra là ăn cua này ăn được hết và rất là đậm đà hương vị ở bên ngoài cũng hết luôn. Ngon. Không biết có dính áo không? Bây giờ mình sẽ ăn lẩu thôi cả nhà ơi. Đây một miếng nước bỏ vào đài. Xong rồi chúng ta sẽ lấy một con đây cá nè cả nhà. Đó, cá hồi nè ha. Đầu cá hồi nè. Đây cũng là cá hồi nè. Dạ không. Đây cũng là cá hồi nè ha. 3 4 5 miếng rồi luôn. Mà lẩu này chỉ có 69 ca thôi. Thấy là được. Nói chung là lẩu chua ngọt, cho nên thành ra là cái này Ngọc không có ăn, cho nên Ngọc bỏ. Cho nên là thành ra cả nhà ăn cái này nó sẽ không bị ngán, kèm thêm ăn rau với lại ăn cá nữa. Khi mà cá hồi mà ăn chung với cái này á thì nó có cảm giác nó chua chua ngọt ngọt, nó ngọt thanh. Không mà cá hồi này có thơm mà béo thì ăn rất là tròn vị. Em nước mắm trong á, nước mắm nào trong á, nước mắm không phải làm á, biết không, biết không? Lỗ, có chừng đó, có chừng đó. Nước mắm trong đi cho chị, nước mắm trong đi em. Bé nó nhỏ. Nhỏ mà rất là dễ thương, hiền, cực kỳ hiền luôn. Hình như cháu trai của chị. Dễ thương quá. Không sao, từ từ lại học được thôi. Cá nó cũng cái đầu á, cho nên nó siêu béo và cũng có thịt lắm nha cả nhà. Ngay cái phần thịt ở bên đây nè, ngay cái hốc mang của nó thì sẽ có cái phần thịt nè, đó. Ở ngoài thì da nó siêu béo rồi, cá hồi thì mình không bàn cãi nữa. Nhưng mà độ tươi của cá thì mình thấy rất là ok. Lẩu không? Đem cái hậu ngon. Có thêm cái lá chanh nữa thôi hả? Thơm thơm. Đó. Lẩu này mà 69 ngàn thấy là ăn hai bạn là cũng khá ok rồi ha. Tại vì nhiều mà, đó nhiều. Khi mà muốn thêm thì cả nhà có thể là gọi thêm, nhưng một phần này là thấy cũng trọn vẹn rồi. Đấy, một phần này là cũng khá là rất là hợp cho hai bạn mình có thể là ăn ha. Thêm 40 ngàn nữa với lại ra thêm 10 ngàn nữa. Đó. Để ông ăn miếng nữa
xong cái Ngọc nói đến cả nhà về cái địa chỉ ha. Lúc nãy thì Ngọc có nói chuyện với chị chủ á, thì xong cái chị có nói là do là mới khai trương cho nên là sẽ có cái chương trình khuyến mãi từ ngày hôm nay cho đến ngày 30 tây tháng 11 là hết chương trình khuyến mãi nha, là được tặng tất cả cái phần nước ở đây, nói chung là miễn phí nước và miễn phí khăn giấy, khăn ướt chứ, khăn ướt. Cho nên là thành ra là nếu mà cả nhà đến đây mà ăn tôm ăn cua thì mình thưởng thức ở đây thì được tặng khuyến mãi vậy, cũng khá là hời ha. Rồi, để nhắc lại địa chỉ luôn, trước khi mà kết thúc ha, trước khi mà để chúng mình còn ăn nữa thì nhắc lại địa chỉ cho cả nhà mình để cả nhà không phải là khó tìm nữa nha. Ở đây là số 1134 của Huỳnh Tấn Phát, quận 7 đó, địa chỉ ở đây nha. Rồi, cuối clip nào Ngọc cũng có nhắc hết, cả nhà nhớ nha. Đến đây thì vừa được thưởng thức hải sản nhưng mà giá nó rất là phải chăng, theo Ngọc là như vậy. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Bye bye.